Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV. Toàn thể ban biên tập KTV xin thay mặt nhà báo Việt Thành kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, tối Chủ nhật ngày 20 tháng 10, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế trong ngày vừa qua. Vấn đề đầu tiên chúng tôi tới với quý vị là các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của Bộ Công an. Kể từ khi Lương Tam Quang, một tay chân thân tín, một người đồng hương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Quang mặc dù yếu về năng lực chuyên môn, nhưng đạo đức rất có vấn đề. Đó là nguồn cơn của những mâu thuẫn rất lớn trong nội bộ ngành công an. Một số nguồn tin cho biết, tuy Tô Lâm từng dính tai tiếng vụ thịt bò rát vàng, nhưng ông không ngông nghênh như Lương Tam Quang. Tô Lâm vẫn biết khéo léo che đậy và sử dụng người kỹ lưỡng hơn Lương Tam Quang. Sự thể câu chuyện ra sao? Về việc nhìn ra thế giới, bài học cho Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam đó là chủ trương của cựu Tổng thống Widodo của Indonesia không liên kết với các cường quốc, tất cả chỉ vì lợi ích của đất nước và người dân. Cụ thể, với chủ trương chỉ vì lợi ích quốc gia và người dân về mặt kinh tế, không phụ thuộc, không liên kết với các cường quốc, đã khiến cả Mỹ và Trung Quốc nể phục và ô bế cho Indonesia. Đây là lý do đã khiến ông Joko Widodo là một tổng thống vô cùng nổi tiếng và cho Widodo trở thành một trong những lãnh đạo được yêu thích nhất trong thế giới tự do và dân chủ. Về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, đó là câu chuyện Việt Nam quyết đoán hơn trên lập trường Biển Đông. Đây là bài bình luận của tác giả Phạm Văn Luật với tiêu đề Cải tạo đảo với tốc độ kỷ lục, Việt Nam quyết đoán hơn trên lập trường Biển Đông. Về chủ đề giấc mơ Mỹ của nhiều người Việt Nam, họ hy vọng ở nước Mỹ quá nhiều. Nhưng khi bước chân đến nước Mỹ, họ đã lập tức vỡ mộng. Theo BBC, đa số lao động nhập cư làm các công việc nặng nhọc hoặc có mức lương không cao, những việc mà người sinh ra ở Mỹ không muốn làm. Có thể nói, đa số người tìm cách vào Mỹ hiện nay vì lý do kinh tế. Họ đến Mỹ để được làm việc, từ đó có một cuộc sống tốt đẹp. Đa phần người Việt đến Mỹ gần như từ hai bàn tay trắng. Nước Mỹ và giấc mơ Mỹ vẫn là điểm đến của nhiều người, kể cả bằng con đường hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Cuộc hội luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA với chủ đề Quốc hội sắp bầu tân Chủ tịch nước và vấn đề chính phủ vừa ban hành nghị định mới về vấn lập hội hay lập các tổ chức chính trị xã hội có gì đáng quan tâm. Phần cuối sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu chương trình bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Đó là câu chuyện Việt Nam dố phân tích nhận xét rằng Việt Nam quyết đoán hơn trên lập trường Biển Đông. Đây là bài bình luận của tác giả Phạm Văn Luật với tiêu đề Cải tạo đảo với tốc độ kỷ lục, Việt Nam quyết đoán hơn trên lập trường Biển Đông. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung Mỹ lo ngại về các hành động ngày càng nguy hiểm, phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo Reuters, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 11 tháng 10 nói với các lãnh đạo Đông Nam Á tại một cuộc họp thượng đỉnh thường niên rằng Hoa Kỳ lo ngại về các hoạt động ngày càng nguy hiểm và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì quyền tự do hàng hải trên tuyến đường thương mại quan trọng này. Trong cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 nước thành viên, với ông Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã diễn ra sau một loạt các cuộc đối đầu dữ dội trên biển giữa Trung Quốc và các thành viên ASEAN là Philippines và Việt Nam, đã làm dấy lên lo ngại rằng các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên các tuyến đường thủy có thể leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện. Trung Quốc, quốc gia tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển này, có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn với các thành viên ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, cũng như Đài Loan. Bắc Kinh đã từ chối công nhận phán quyết trọng tài quốc tế năm 2016 của một tòa án trực thuộc Liên Hiệp Quốc tại The Hague, trong đó tuyên bố vô hiệu hóa các yêu sách bành trướng của Bắc Kinh. Trung Quốc đã xây dựng và quân sự hóa các đảo mà họ kiểm soát. Ngoại trưởng Mỹ, đại diện cho Tổng thống Joe Biden, nói trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự do hàng hải và quyền tự do hàng không ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ không có yêu sách nào ở Biển Đông, nhưng đã triển khai các tàu hải quân và máy bay chiến đấu để tuần tra vùng biển này nhằm thách thức các yêu sách của Trung Quốc. Các tàu của Trung Quốc và Philippines đã nhiều lần đụng độ trong năm nay. Mới đây Việt Nam cho biết, lực lượng Trung Quốc đã tấn công ngư dân của Việt Nam ở vùng biển tranh chấp.
Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo rằng họ có nghĩa vụ bảo vệ Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Mỹ ở châu Á. Nếu lực lượng, tàu hoặc máy bay Philippines bị tấn công vũ trang, bao gồm cả ở Biển Đông, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tỏ ra thách thức trong các cuộc đàm phán hôm 10 tháng 10. Ông gọi Biển Đông là ngôi nhà chung, nhưng lặp lại lời khẳng định của Trung Quốc rằng họ chỉ bảo vệ các quyền chủ quyền của mình. Trở lại với bài viết, cải tạo đảo với tốc độ kỷ lục, Việt Nam quyết đoán hơn trên lập trường Biển Đông. Theo tác giả Phạm Văn Luật, nhìn lại các động thái của chính quyền Việt Nam với vấn đề Biển Đông trong 2 năm gần đây, có thể thấy Việt Nam đã có những bước đi quyết đoán hơn trên thực địa, đồng thời khôn khéo về mặt chính trị. Từ năm 2013 đến khoảng năm 2018, Trung Quốc bồi lấp xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Trong đó, ba thực thể được Trung Quốc xây dựng lớn nhất là đá vành khăn Mischief, đá Subi và đá chữ thập Fairy Cross. Các căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây dựng trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa là mối đe dọa lớn cho Hoa Kỳ. Đó là nhận định vào năm 2020 của ông Greg Poling, giám đốc chương trình Đông Nam Á ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Center for Strategic and International Studies, CSIS, một trong những think tank hàng đầu thế giới có trụ sở ở Washington, D.C. Ông cho rằng, nếu có xung đột xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trên Biển Đông, các căn cứ này có thể vô hiệu hóa khả năng giành chiến thắng của Hoa Kỳ trong vòng chạm trán đầu tiên. Sức mạnh áp đảo của Trung Quốc ở Biển Đông đã thúc đẩy chính sách hung hăng của cường quốc châu Á này. Từ đầu năm 2021 đến nay, Trung Quốc bắt đầu phong tỏa bãi cỏ mây The Second Thomas Shoal do Philippines quản lý. Bãi cỏ mây là một bãi cạn chìm dưới mực nước biển khi thủy triều lên, nằm trong phạm vi 200 hải lý thêm lục địa của Philippines, tính từ vùng Palawan, cách đường cơ sở của Philippines khoảng 80 hải lý. Năm 1999, Philippines đã kéo một con tàu cũ do Hoa Kỳ sản xuất từ thời Thế chiến thứ hai lên bãi cạn này để làm nơi đồn trú cho binh sĩ. Trung Quốc phong tỏa bãi cỏ mây để ngăn chặn Philippines tiếp tế cho binh sĩ và đưa thiết bị lên bảo dưỡng con tàu. Cuộc phong tỏa căng thẳng của Trung Quốc đối với bãi cỏ mây đã kéo dài liên tục từ năm 2021 đến nay và chưa rõ khi nào chấm dứt. Để đáp lại các bước đi của Trung Quốc trên Biển Đông, chính quyền Việt Nam đã thực hiện tổng hợp các nước cờ mạnh mẽ trên thực địa và mềm dẻo trên bàn ngoại giao để đạt được mục đích củng cố sức mạnh trên Biển Đông, trong khi vẫn có thể kiềm chế sức phản ứng của Trung Quốc. Và Việt Nam cũng cải tạo đảo với tốc độ kỷ lục. Từ năm 2022, sau khi chiến dịch của Trung Quốc phong tỏa bãi cỏ mây đã diễn ra được một năm, chính quyền Việt Nam đã thực hiện một việc trước nay chưa từng thấy là cải tạo các đảo mình đang kiểm soát ở Trường Sa với tốc độ kỷ lục. Theo một báo cáo được công bố vào tháng 6 năm 2024 của chương trình Minh Bạch Hàng Hải Châu Á thuộc CS, tính riêng từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Việt Nam mở rộng các tiền đồn của mình tại quần đảo Trường Sa với một diện tích bằng tổng diện tích của 2 năm trước đó cộng lại. Theo báo cáo này, trong năm 2022, Việt Nam đã bồi đắp được 342 mẫu anh, tương đương 1,4 km². Trong 11 tháng đầu năm 2023, Việt Nam bồi đắp thêm 400 mẫu anh, hơn 1,63 km². Từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, khi bản báo cáo này được công bố, diện tích bồi đắp đã tăng thêm 692 mẫu anh, hơn 2,8 km². Cùng với các hoạt động bồi đắp khác, những động thái trên đã đưa tổng diện tích nạo vét và san lấp của Việt Nam, bao gồm cả san lấp và nạo vét cảng luồng, tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông lên khoảng 2.360 mẫu. Anh hơn 9,5 km², gần bằng một nửa so với 4.650 mẫu Anh, hơn 18,8 km² của Trung Quốc. Ở quần đảo Trường Sa hiện nay, ba hòn đảo nhân tạo lớn nhất và cũng là ba căn cứ quân sự lớn nhất là do Trung Quốc xây dựng, tức là đá Vành Khăn, đá Subi, Subi và đá chữ thập. Tuy nhiên, ba đảo nhân tạo đứng ở thứ hạng tiếp theo về độ lớn lại do Việt Nam xây dựng và kiểm soát, bao gồm bãi thuyền chài Bark Canada Reef, bãi Nam Yết, Nam Yết Island, đá Phan Vinh, Pearson Reef. Theo tính toán của chương trình Minh Bạch Hàng Hải Châu Á dựa trên số liệu thu thập từ vệ tinh cho đến tháng 6 năm 2024, Việt Nam đã bồi đắp bãi thuyền chài với chiều dài 4.318 mét, khiến nó trở thành tiền đồn duy nhất của Việt Nam cho đến nay,
có tiềm năng xây dựng đường băng dài 3.000 mét, giống như những đường băng mà Trung Quốc đã xây dựng tại đá chữ thập, đá vành khăn và đá Subi. Theo đó, hiện nay Việt Nam chỉ có một đường băng dài 1.300 mét trên đảo Trường Sa, cùng tên với quần đảo. Đường băng này đủ sức cho hầu hết các máy bay quân sự của Việt Nam hiện nay vận hành. Tuy nhiên, nếu đường băng 3.000 mét trên bãi thuyền chài được xây dựng trong tương lai, nó có thể cho phép các máy bay vận tải quân sự, máy bay giám sát, máy bay ném bom lớn hơn cất cánh và hạ cánh. So sánh với Philippines, có thể thấy nước này không cương quyết bằng Việt Nam. Philippines đã đưa quân đồn trú lên bãi cỏ mây, The Second Thomas Shoal, từ năm 1999, nhưng từ đó đến khi bị Trung Quốc phong tỏa năm 2021, họ đã không làm gì nhiều để nâng cấp tiền độ quân sự này. Trong khi đó, Việt Nam đã thành công nâng cấp, cải tạo, xây dựng nhiều đảo nhân tạo và căn cứ quân sự lớn ở Trường Sa, đủ sức mạnh để Trung Quốc khó lòng phong tỏa dễ dàng như với bãi cỏ mây. Thiết nghĩa đây là một thành công của chính quyền Việt Nam, mà những người quan sát bên ngoài, kể cả các bên đối lập, cần phải ghi nhận một cách công bằng. So với giai đoạn 1988, đầy thơ ngây và yếu kém, Việt Nam có vẻ đã trở nên lão luyện hơn trong cuộc cờ Biển Đông. Sự kiện thảm sát Gạc Ma năm 1988 là một thất bại của Việt Nam về mặt dự báo chiến lược và chuẩn bị thực lực khi đó. Về mặt thực lực, họ đã muốn chiếm giữ đá chữ thập nhưng tàu bị hỏng, không đến được, phải quay về và sau đó Trung Quốc chiếm mất. Về mặt dự báo, họ nghi ngờ Trung Quốc có thể sẽ đánh nhưng không có lực lượng bảo vệ đội công binh lên giữ đá Gạc Ma. Chỉ có hai tàu vận tải không trang bị vũ khí. Kết quả là bị Trung Quốc xuống tay sát hại 64 chiến sĩ công binh. Tuy nhiên, ngày nay, chính quyền Hà Nội đã biết đi những bước đi đồng bộ trên bàn cờ Biển Đông. Các bước đi của Hà Nội bao gồm nhiều hướng có vẻ trái ngược nhưng ăn khớp với nhau để đạt được lợi ích tốt nhất và hạn chế tối đa cái giá phải trả. Các bước đi này bao gồm tăng cường bồi đắp, cải tạo đảo nhân tạo, phát triển căn cứ quân sự tại Trường Sa, trong khi đó vẫn tiếp tục thắt chặt các mối quan hệ song phương hữu hảo với Trung Quốc. Về mặt chính trị, Việt Nam đã nỗ lực để phản ứng từ Trung Quốc trước việc mình củng cố căn cứ quân sự ở Trường Sa. Đồng thời, chính quyền đang mở ra khả năng đẩy mạnh quan hệ với đối thủ của Trung Quốc là Hoa Kỳ, Nhật Bản và các đồng minh của họ. Chính quyền như muốn hé cho Trung Quốc thấy cái giá phải trả nếu họ gây sức ép lên Việt Nam như đối với trường hợp Philippines. Song song với đó, Việt Nam tiếp tục thắt chặt các mối quan hệ kinh tế song phương với Trung Quốc, hưởng lợi từ các dòng đầu tư, dịch chuyển sản xuất, xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và nhập khẩu nguyên liệu máy móc cho sản xuất. Trên bàn cờ Biển Đông, Việt Nam có vẻ đã lão luyện hơn, đi những nước cờ thông minh hơn, bảo vệ được lợi ích quốc gia, ít nhất trong thời gian 2 năm vừa qua. Dưới đây chúng ta sẽ điểm lại những nước cờ này để thấy được bức tranh toàn cảnh bàn cờ mà Việt Nam đang chơi trên Biển Đông. Theo đó, thế trận phòng thủ của Việt Nam vững hơn so với Philippines. Chiến dịch bồi đắp, cải tạo, xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa của Việt Nam được tăng tốc từ năm 2022 và vẫn đang tiếp diễn ở thời điểm hiện nay. Có thể vào cuối năm 2024, chúng ta sẽ thấy những trung tâm nghiên cứu như CSIS cập nhật tiến độ của chiến dịch này. So với Philippines, có thể nói họ đã chậm chân và thiếu quyết đoán hơn Việt Nam trong việc củng cố sức mạnh trên Biển Đông. Quần đảo Trường Sa cách xa đất liền Việt Nam trên 200 hải lý. Phần lớn quần đảo này nằm trong phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa của Philippines, Malaysia và Brunei. Bãi cỏ mây The Second Thomas Shoal cũng nằm ở vị trí quan trọng đối với Philippines về mặt an ninh vì nó cách bờ biển nước này chỉ khoảng 80 hải lý, tương đương với vị trí của côn đảo với đất liền Việt Nam. Người Việt Nam hãy thử tưởng tượng tình huống Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với côn đảo và phong tỏa hòn đảo này. Lúc đó, an ninh quốc gia của Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng như Philippines đang phải đối mặt hiện nay với trường hợp bãi cỏ mây. Trong khi đó, Philippines có quân đồn trú trên bãi cỏ mây từ năm 1999, nhưng chỉ đặt một con tàu cũ được đóng từ thời Thế chiến thứ hai. Từ 1999 đến 2021, khi Trung Quốc bắt đầu phong tỏa bãi cạn này, Philippines có 22 năm không tiến hành cải tạo, nâng cấp, bồi đắp tiền đồn quân sự này, bất kể một sự thực là bãi cỏ mây là một tiền đồn quan trọng đối với an ninh của họ.
Ngược lại, Việt Nam đã tiên tục bồi đắp cải tạo các tiền đồn ở Trường Sa từ sau sự kiện bị truốc thảm sát lính công binh ở Gạc Ma năm 1988 đến nay. Trung Quốc từng ước lượng bãi tư chính ở phía tây quần đảo Trường Sa có trữ lượng khoảng 5 tỷ tấn dầu. Với thời giá hiện nay, một tấn dầu thô có giá khoảng 580 USD, 5 tỷ tấn dầu thô tương đương khoảng 3.000 tỷ USD, một nguồn lợi quá lớn để Trung Quốc sẵn sàng bao vây, kiểm soát, và Việt Nam cũng sẵn lòng đầu tư sức mạnh để bảo vệ. Bãi tư chính nằm cách xa đất liền Việt Nam khoảng gần 300 hải lý. Tuy nhiên, bãi thuyền chài, nơi Việt Nam vẫn đang tiến hành xây dựng đảo nhân tạo, với quy mô có thể phát triển đường băng dài 3.000 mét, nằm cách bãi tư chính Vanguard Bank ở phía tây quần đảo Trường Sa chỉ 80 hải lý. Một khi bãi thuyền chài được lắp đặt đầy đủ cơ sở quân sự hiện đại, nó có thể trở thành một tiền đồn đủ mạnh và đủ gần để Việt Nam bảo vệ lợi ích tại bãi tư chính. Có thể phán đoán đó là lý do thuyền chài, cùng hai căn cứ Nam Yết và Phan Vinh gần đó, được lựa chọn để bồi đắp thành một hòn đảo nhân tạo đủ lớn để phát triển một căn cứ quân sự lớn trên đó, như báo cáo của CSIS cho thấy. Trung Quốc hẳn đã biết rõ việc Việt Nam tăng tốc xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa từ năm 2022 đến nay. Bởi lẽ một nơi như CSIS đặt ở Washington DC còn có thể nhận diện được qua vệ tinh, cớ gì lực lượng quân sự tại chỗ 24/7 của Trung Quốc lại không phát hiện ra ngay từ đầu. Tuy nhiên, đáng chú ý là Việt Nam có vẻ khôn khéo trong các động thái ngoại giao khi mà chiến dịch xây dựng đảo nhân tạo đang cấp tốc diễn ra. Tháng 11 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc. Tháng 5 năm 2023, Trung Quốc đã cho tàu Hướng Dương Hồng 10 tiến hành khảo sát dài ngày trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Việt Nam cho tàu cảnh sát biển bám theo để theo dõi và phản đối về mặt ngoại giao. Đến tháng 9 cùng năm, Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, ngang hàng với Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Đến tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam, nước chủ nhà đã bắn 21 phát đại bác chào mừng và hai bên đã dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp nhất. Tất cả những sự kiện ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh ở ngoài Trường Sa, Việt Nam vẫn đang cấp tốc xây dựng đảo nhân tạo với tốc độ kỷ lục ngay trước mũi Trung Quốc. Các lời lẽ ngoại giao, ôm hôn thắm thiết, bắn đại bác chào mừng giữa Hà Nội và Bắc Kinh, một mặt có mục đích thắt chặt quan hệ giữa hai đảng cầm quyền độc tài. Nhưng mặt khác, cũng có thể nhìn nhận đây là những động thái khôn khéo mặt chính trị của Việt Nam. Và thưa quý vị, các thông tin về việc nhìn ra thế giới, bài học cho Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam, đó là chủ trương của cựu Tổng thống Widodo của Indonesia, không liên kết, tất cả vì lợi ích của đất nước và người dân. Cụ thể, với chủ trương chỉ vì lợi ích quốc gia và người dân về mặt kinh tế, không phụ thuộc, không liên kết với các cường quốc, đã khiến cả Mỹ và Trung Quốc nể phục và o bế cho Indonesia. Đây là lý do đã khiến ông Joko Widodo là một tổng thống hiệu quả và được ngưỡng mộ nhất trong số 5 tổng thống của Indonesia kể từ khi nước này trở thành quốc gia dân chủ vào năm 1998. Và trong suốt 10 lãnh đạo quốc gia dân chủ đông dân thứ 3 thế giới, Tổng thống Widodo đã vô cùng nổi tiếng, nhất là với những thành tựu kinh tế cũng như mở rộng dịch vụ y tế và giáo dục cho công chúng. Điều đó đã khiến cho Widodo trở thành một trong những lãnh đạo được yêu thích nhất trong thế giới tự do và dân chủ. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung. Vì sao cần tinh gọn và sáp nhập ngay bộ máy đảng và bộ máy nhà nước? Theo giới phân tích, trong bối cảnh nợ công rất lớn, bộ máy nhà nước quá cồng kềnh với chi phí rất cao, cho nên phải sáp nhập hai bộ máy đảng và chính quyền song trùng ngay lập tức. Hệ thống tổ chức của chính quyền ở Việt Nam hiện nay, sự tồn tại song song của hai hệ thống bộ máy nhà nước và bộ máy đảng là câu chuyện đã được nói đến từ lâu. Đây là hệ thống quản lý song trùng, dẫm chân lên nhau để thực thi cùng một công việc. Đây cũng chính là một trong những nội dung góp ý của giới chuyên gia cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong vấn đề chống lãng phí. Theo đó, việc cần làm tinh gọn bộ máy đảng và bộ máy chính quyền để tránh tình trạng trong cơ cấu tổ chức của nhà nước, cứ mỗi bộ phận của chính quyền thì đồng thời có một bộ máy của đảng ở bên cạnh. Ví dụ như, bên cạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn có cơ quan tỉnh ủy, mà Chủ tịch tỉnh đương nhiên là Phó Bí thư tỉnh ủy. Sự trùng lắp như vậy tạo nên một cơ cấu biên chế rất lớn cho lĩnh vực hành chính công tại Việt Nam.
Ngoài ra, các chi phí về trụ sở, trang thiết bị đi kèm theo cũng hết sức tốn kém. Đó là chưa kể đến hệ thống bộ máy ăn bám khổng lồ là các hội đoàn thể như Đoàn Thanh niên Cộng sản, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ v.v. Đây cũng chính là một trong những lý do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nỗ lực trong việc theo đuổi mô hình nhất thể hóa Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Đồng thời cũng chính là việc hợp nhất các chức danh của Đảng với chính quyền là một. Theo đó, hệ thống lãnh đạo chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã hoặc tương đương chỉ có một chức danh duy nhất đứng đầu như tỉnh trưởng, huyện trưởng hay xã trưởng. Được biết, đây là vấn đề đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập và thảo luận đã từ rất lâu nhưng không thực hiện nổi. Cụ thể, từ năm 2013, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nhưng Tổng Bí thư Trọng bác bỏ. Tuy nhiên sau đó, trên tạp chí Cộng sản, số tháng 8 năm 2016, có bài viết của nhà báo Nhị Lê, hay trên tạp chí Tia Sáng mới đây, có bài viết của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đề nghị gộp hai chức danh Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Điều mà ở Trung Quốc đã áp dụng thành công từ năm 2012 dưới thời ông Tập Cận Bình, nắm vai trò lãnh đạo tối cao. Trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đề cập tới vấn đề này và nói rằng sẽ sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo Tổng Trọng thừa nhận, đây là vấn đề phức tạp và nhạy cảm vì liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới phân tích, việc thu gọn hệ thống tổ chức của bộ máy chính quyền của Việt Nam là điều bắt buộc. Trong bối cảnh nợ công hiện nay rất lớn, bộ máy chính quyền quá cồng kềnh, chi phí thường xuyên rất cao, cho nên phải tinh giản bộ máy ngay lập tức. Công luận đã thừa nhận, việc sắp xếp lại tổ chức sắp nhập bộ máy đảng và bộ máy nhà nước hiện nay không thành công, không chỉ vì ai sẽ ở và ai sẽ đi, cũng như số còn lại không biết đưa vào đâu. Mà nguyên nhân chính là do các quan chức Việt Nam vì quyền lợi và quyền lực đã quyết tâm bám chặt ghế. Được biết ở tỉnh Quảng Ninh, dưới thời Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính, đã thí điểm và thực hiện mô hình nhất thể hóa ở cấp xã. Theo đó, chỉ có duy nhất một viên chức được chỉ định điều hành mọi công việc của xã, thay cho hai vị trí chủ tịch và bí thư xã như trước. Đây là một trong những lý do tại Đại hội 12 ông Chính đã lọt vào Bộ Chính trị và trở thành trưởng ban tổ chức Trung ương. Nhân việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi chống lãng phí, thì việc thu gọn hệ thống hành chính, chính trị của Việt Nam tại thời điểm hiện nay là điều bắt buộc và không thể bàn lùi thêm được nữa. Và thưa quý vị, tuyên bố sẽ đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, được công luận trong và ngoài nước hết sức chú ý. Trong bài diễn văn tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ, ông Tô Lâm khẳng định, con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu hướng chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng hơn là trách nhiệm của nhà nước đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân thì không được ông Tổng Bí thư chú trọng. Dường như đã nắm bắt được các đòi hỏi từ công luận, truyền thông nhà nước đưa tin, ngày 15 tháng 10, tại Hưng Yên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các ban ngành tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước. Bản tin cho hay, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh, việc chăm lo cho con người là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhà nước, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Xuân Thắng được cho là một nhân sự chủ chốt thuộc phe Nghệ An nhưng lại kéo quân về tận Hưng Yên, quê nhà của ông Tô Lâm, để tổ chức hội thảo. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nội bộ phe Nghệ An đã có biểu hiện dạ đám và thiếu thống nhất. Về nhận định của ông Thắng khi cho rằng việc chăm lo cho con người là nhiệm vụ quan trọng và thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, công luận đánh giá đây là điều không có thật. Hơn ai hết, ông Tô Lâm, vốn là cựu Bộ trưởng Bộ Công an, càng hiểu rất rõ về điều này. Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Trọng, với chính sách coi trọng quá mức sự ổn định chính trị của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đã dẫn tới tình trạng ưu tiên quá lớn cho ngành công an. Theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc phân bổ chi tiêu ngân sách,
cho các bộ ngành của chính phủ cũng như các địa phương. Trong năm 2024, Bộ Quốc phòng được phân bổ ngân sách nhiều nhất với hơn 207.000 tỷ đồng. Theo sau là Bộ Công an với ngân sách hơn 113.000 tỷ đồng. Nếu so với ngân sách của năm 2023 là 99.000 tỷ đồng, thì đã tăng 14.000 tỷ đồng. Trong khi đó, ngân sách dành cho Bộ Giáo dục Đào tạo tăng từ 6.200 tỷ đồng lên hơn 7.700 tỷ đồng. Ngành y tế bị cắt giảm từ hơn 7.400.000 tỷ đồng vào năm 2023, chỉ còn hơn 7.000 tỷ đồng cho năm 2024. Điều đó cho thấy chi ngân sách cho ngành công an là đặc biệt lớn, gấp khoảng 13 lần so với chi cho giáo dục và y tế. Điều đó thể hiện chính sách hết sức bất hợp lý của chính quyền Việt Nam hiện nay. Việt Nam luôn khẳng định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, mặc dù việc đảm bảo miễn phí cho giáo dục, y tế là thể hiện tính ưu việt đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Nhưng nhà nước Việt Nam lại sử dụng chiêu trò xã hội hóa để rút bớt ngân sách cho giáo dục và y tế, vốn đã quá ít ỏi, và dành chi quá mức cho công an và quân đội. Điều đó cho thấy, mối quan tâm lớn nhất của lãnh đạo Việt Nam hiện nay là giữ vững an ninh chính trị để duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ. Họ hoàn toàn không hề xuất phát từ quyền lợi của nhân dân. Công luận thấy rằng, nhà nước Việt Nam luôn tuyên bố họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng trên thực tế, trong hàng chục năm qua, khẩu hiệu này đã bị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương đến địa phương đồng lòng biến tấu. Khẩu hiệu thực sự đã trở thành nhà nước của ông, do ông và vì chúng tao, về mọi nghĩa. Và thưa quý vị, trở lại nội dung quan trọng đó là bài học cựu Tổng thống Indonesia, ông Widodo, với chủ trương không liên kết với các cường quốc, đặc biệt Mỹ và Trung Quốc, chỉ vì lợi ích đất nước và người dân đã thành công rất lớn. Trong bối cảnh sự cạnh tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đang tăng, xu thế chung của các quốc gia trên thế giới, đó là sự lựa chọn phe giữa Mỹ và phương Tây hay một phe độc tài như Trung Quốc, Nga. Nhưng Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo đã thực hiện thành công một chính sách đối ngoại riêng cho đảo quốc 200 triệu dân lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Điều gì đã khiến cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ kiêng dè họ? Đây là một bài học rất có ý nghĩa với mọi quốc gia, đặc biệt là Việt Nam nói chung và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng. Trong bối cảnh sự bất đồng giữa Hà Nội Bắc Kinh đã gia tăng ở mức đáng kể, được đánh giá là ở mức xấu nhất kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Nguyên nhân chính là do sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của tân lãnh đạo Việt Nam. Với chủ trương nghiêng về Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời có xu hướng rời xa Trung Quốc, đây là điều đã khiến cho Trung Nam Hải hết sức không hài lòng và lo sợ. Trong khi đó, trong nội bộ ban lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã xảy ra sự phân hóa rõ rệt. Một bộ phận lãnh đạo cấp cao với số lượng chiếm đa số, vốn là những tay chân thân tín của ông Trọng, người nổi tiếng thân Trung Quốc, đã kiên quyết không ủng hộ ông Tô Lâm. Theo giới phân tích, việc Hoa Kỳ được cho là hết lòng ủng hộ Việt Nam thực ra chỉ là một chiêu thức của nước Mỹ nhằm lôi kéo Hà Nội rời xa Bắc Kinh. Việc Mỹ và Việt Nam có thể chế chính trị trái ngược nhau, một bên là tự do, dân chủ, một bên là độc tài, độc đoán. Do vậy, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ là mối quan hệ đồng sàng, dị mộng. Việc Hoa Kỳ kiên quyết không thừa nhận Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế thị trường đã thể hiện cho nhận định vừa kể. Như vậy để thấy, nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm hiện nay đang ở trong một tình cảnh như con cá mắc lưới. Càng giãy giụa thì càng bị siết chặt cho đến lúc tắt thở. Tại sao lại nói như vậy và giải pháp nào để tháo gỡ? Điều gì sẽ giúp cho Việt Nam độc lập tự chủ, không lệ thuộc vào các cường quốc để thoát hẳn tình trạng rối rắm tơ vò như hiện nay? Ngày 17 tháng 10, 2024, tạp chí Foreign Affairs đã có bài bình luận với tiêu đề "Vị Tổng thống không bao giờ đứng về phe nào" của tác giả Ben Bland. Theo tác giả, ông Joko Widodo là một tổng thống hiệu quả và được ngưỡng mộ nhất trong số 5 tổng thống của Indonesia kể từ khi nước này trở thành quốc gia dân chủ vào năm 1998. Trong suốt 10 lãnh đạo quốc gia dân chủ đông dân thứ 3 thế giới, Tổng thống Widodo đã vô cùng nổi tiếng, nhất là với những thành tựu kinh tế cũng như mở rộng dịch vụ y tế và giáo dục cho công chúng. Điều đó đã khiến cho Widodo trở thành một trong những lãnh đạo được yêu thích nhất trong thế giới tự do và dân chủ.
Đáng chú ý, ông Widodo đã tạo ra cho Indonesia một con đường đi giữa những cường quốc. Coi trọng sự độc lập, không liên kết và quyền lợi của quốc gia cũng như người dân là điều kiện tiên quyết. Bất kể các quốc gia đó là Mỹ, Nga hay Trung Quốc, hay các quốc gia kém phát triển hơn. Theo giới phân tích quốc tế, Widodo đã định hình chính sách đối ngoại của Indonesia chống lại các quan điểm cho rằng những quốc gia đang phát triển phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trái ngược với cách nghĩ của nhà lãnh đạo Việt Nam, ông Tô Lâm, Tổng thống Widodo không bao giờ tham dự trực tiếp các cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo đó, Jokowi thường tránh dùng lời lẽ ngoại giao khoa trương và tránh các hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia để tập trung vào việc tham dự những diễn đàn kinh tế lớn để mời chào các nhà đầu tư vào Indonesia. Là một chính khách thực dụng và tính toán, khi Jokowi cam kết biến Indonesia thành điểm tựa hàng hải toàn cầu. Khi đó, đã xảy ra sự va chạm giữa Bắc Kinh với Hà Nội trên Biển Đông vào năm 2014. Jokowi đã chọn sự im lặng vì cho rằng những cuộc đụng độ trên Biển Đông sẽ có lợi và làm tăng giá vận chuyển và bảo hiểm cho các công ty của Indonesia. Đây là lý do vì sao Indonesia luôn được người lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như phương Tây luôn o bế. Bất chấp các cảnh báo trước đây vẫn lo ngại, ông Widodo đang chọn Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ. Nhưng việc mới đây, hãng công nghệ Microsoft sẽ đầu tư vào dịch vụ đám mây trị giá 1,7 tỷ euro tại Indonesia. Cũng như câu chuyện tháng 4 2020, CEO Apple Tim Cook đến thăm Việt Nam với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Nhưng ngay sau khi Tim Cook rời Việt Nam, tập đoàn Apple đã quyết định đầu tư nhà máy của họ tại Indonesia. Vì lợi ích quốc gia và người dân Indonesia, chủ trương không phụ thuộc và không liên kết với các cường quốc của Jokowi đã được đánh giá đi trước thời đại. Điều đó đã cho thấy, những quốc gia châu Á như Việt Nam vẫn có thể tránh được sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là một bài học có giá trị cho ông Tô Lâm cũng như lãnh đạo Việt Nam để thoát ra khỏi khủng hoảng nội bộ như hiện nay. Và thưa quý vị, chúng tôi tới với quý vị các thông tin về nội bộ của Bộ Công an. Những thông tin sau đây là từ các bản tin của Thời báo. Theo đó, kể từ khi Lương Tam Quang, một tay chân thân tín, một người đồng hương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Quang mặc dù yếu về năng lực chuyên môn, nhưng đạo đức rất có vấn đề. Đó là nguồn cơn của những mâu thuẫn rất lớn trong nội bộ ngành công an. Một số nguồn tin nội bộ cho Thời báo TIE biết, tuy Tô Lâm từng dính tai tiếng vụ thịt bò rát vàng, nhưng ông không ngông nghênh như Lương Tam Quang. Tô Lâm vẫn biết khéo léo che đậy và sử dụng người kỹ lưỡng hơn Lương Tam Quang. Tay hòm chìa khóa của ông Tô Lâm cho đến nay vẫn chính là trợ lý Tô Ân Sô. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung cú đòn hiểm của Tô Lâm dùng người Nghệ An hạ gục Vương Đình Huệ. Cục C03 của Bộ Công an, tức Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, được xem là cơ quan thu thập dữ liệu lớn, Big Data của Tô Lâm. Đây là nơi tung quân đi điều tra sân sau các đối thủ chính trị của Tô Lâm hoặc các nhân vật thuộc vây cánh khác để lập thành kho dữ liệu khổng lồ. Nơi đây, Tô Lâm chỉ dùng những người mà ông tin tưởng. Năm 2017, khi Nguyễn Duy Ngọc tháo chạy khỏi Công an Hà Nội, mang theo bộ hồ sơ đen của Nguyễn Đức Trung tặng Tô Lâm. Lập tức, Tô Lâm trọng dụng Nguyễn Duy Ngọc, đưa vào chức cục trưởng C03. Hầu hết các cục trưởng thuộc Bộ Công an đều được Tô Lâm trước đây và Lương Tam Quang hiện nay quy hoạch vào ghế thứ trưởng, đồng thời giới thiệu vào Trung ương Đảng. Thay Nguyễn Duy Ngọc nắm ghế cục trưởng C03 là Nguyễn Văn Long. Ông Long là người Bắc Giang, có quan hệ mang tính chất gia đình với Tô Lâm. Sau đó, Trung tướng Nguyễn Văn Long lên Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm được cất nhắc vào ghế cục trưởng C03 hồi năm 2022. Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Tô Lâm, ông Lương Tam Quang đã đưa Nguyễn Ngọc Lâm vào diện quy hoạch cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sắp tới. Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Lâm lại là người Nghệ An. Trong khi đó, suốt quá trình đấu đá trên vũ đài chính trị thời gian qua, chính Tô Lâm đã dẫn đầu phe Hưng Yên đánh vào phe Nghệ An. Ấy vậy mà trong đoàn quân của Tô Lâm lại có người Nghệ An. Tại sao? Thật ra, trong ngành công an đã không có chỗ cho phe Nghệ An từ lâu. Vì thế, Nguyễn Ngọc Lâm không thể cậy vào phe Nghệ An để tiến thân, mà ngược lại, Ngọc Lâm phải ra sức tận tụy phục vụ cho phe Hưng Yên mới mong được cất nhắc. Nếu Ngọc Lâm ra khỏi ngành công an, may ra ông mới được các đồng hương Nghệ An giúp đỡ. Còn ở lại ngành công an thì phe Nghệ An đành bất lực.
Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Ngọc Lâm được Tô Lâm chiếu cố và nâng đỡ. Được biết, ông chính là cánh tay đắc lực giúp Tô Lâm điều tra tập đoàn Thuận An nhằm hạ Vương Đình Huệ một cách ngoạn mục. Nếu nói Nguyễn Duy Ngọc có công trong vụ lập hồ sơ đen của Nguyễn Đức Chung giúp Tô Lâm diệt trừ cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì Nguyễn Ngọc Lâm cũng có món quà lớn dành cho Tô Lâm, đó nhân vật cầm đầu phe Nghệ An lúc đó. Món quà của Nguyễn Ngọc Lâm được đánh giá là quý hơn quà của Nguyễn Duy Ngọc rất nhiều. Bởi quà của ông Ngọc chỉ diệt mầm họa từ xa, còn quà của Ngọc Lâm giúp Tô Lâm diệt được địch thủ lớn nhất trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí Thư. Có vẻ như Nguyễn Ngọc Lâm không có chọn lựa, bởi so với các nhân vật lớn gốc Nghệ An, ông chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nếu ông ở lại ngành công an mà vẫn bảo vệ người Nghệ An, chắc chắn ông sẽ bị Tô Lâm đi không ngóc đầu nổi. Vậy nên, với nghiệp vụ trong tay, với binh lính trong tay, Ngọc Lâm dẫn quân đánh thẳng vào tử huyệt của Vương Đình Huệ để lập công, thì cơ hội thăng tiến sẽ lớn hơn nhiều. Tử huyệt của Vương Đình Huệ chính là Phạm Thái Hà, trợ lý lâu năm của Huệ và là người nắm tay hòm chìa khóa cho Huệ. Sau khi tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc, vừa về đến Hà Nội, Phạm Thái Hà bị Ngọc Lâm bắt ngay tại sân bay Nội Bài. Kết quả, Vương Đình Huệ gục ngã, và nay Nguyễn Ngọc Lâm được Tô Lâm chiếu cố cho quy hoạch vào Trung ương Đảng khóa sau. Với cú ra đòn hiểm nhằm vào đồng hương để tiến thân, Nguyễn Ngọc Lâm đã không còn đường lui. Ông phải ở lại Bộ Công an, bám vào Tô Lâm và Lương Tam Quang. Ngược lại, phe Hưng Yên có được một tướng thiện chiến, sẵn sàng công phá đồng hương Nghệ An của mình để lập công. Tuy nhiên, dù hiện nay Nguyễn Ngọc Lâm đang rất hữu dụng với Tô Lâm, nhưng tương lai thế nào thì chưa rõ. Với một kẻ gian hùng như Nguyễn Ngọc Lâm, nếu vào được Trung ương Đảng và sau này vào Bộ Chính trị thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc đó, có thể Ngọc Lâm sẵn sàng bán luôn cả Tô Lâm để mưu cầu quyền lực như đã từng làm với Vương Đình Huệ. Và thưa quý vị, không chỉ như vậy, Bộ trưởng Lương Tam Quang còn dung túng cho một số nhân vật làm mưa làm gió, mà Thái tử Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Phương là một ví dụ. Theo Thời báo DE, một nguồn tin nội bộ cho biết, Nguyễn Minh Phương được mệnh danh là Thái tử của Bộ Công an. Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng đi vào sự thật của nó còn khủng khiếp hơn nữa. Ai muốn tiếp cận Bộ trưởng thì không thể không đi qua cửa ngõ Đại tá Nguyễn Minh Phương, thư ký của Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Phương không những là thư ký của Lương Tam Quang từ nhiều năm trước đây, mà còn có một vị trí quan trọng hơn thế nhiều. Có thể so sánh, nếu trợ lý Phạm Thái Hà là tay hòm chìa khóa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thì thư ký Nguyễn Minh Phương là tay hòm chìa khóa của Lương Tam Quang, kể cả thời gian Quang chưa lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Trước đây, khi Phương chưa bỏ vợ và ba cô con gái còn nhỏ, chuyện gì ở cơ quan Phương cũng tâm sự với vợ, chẳng hạn như có khi trong một tháng mà Phương đem khoảng 3 đến 5 chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe, Richard Mille gửi các đầu mối nhờ bán lại, hoặc giày hiệu Louis Vuitton, Gucci, 9 đến 12 đôi một tháng. Đó là quà biếu, còn tất cả phong bì nhỏ, Lương Tam Quang đều đưa về cho vợ. Còn các khoản tiền lớn, giống như vali chứa 2 chai rượu vang, Quang giao cho Phương cất giữ tại căn hộ chung cư Vincom Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ ngày Lương Tam Quang đăng quang và vào Bộ Chính trị, thì Nguyễn Minh Phương thay lòng đổi dạ, Phương cấm vợ cũ lấy danh Phương để nhờ vả. Hiện nay vợ của Nguyễn Minh Phương và ba cô con gái đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, được ông bà ngoại bao bọc nuôi ăn học. Nhận thức xã hội yếu, chuyên môn không vững, tư duy nông cạn, đạo đức kém. Vậy đâu là vai trò của Đại tá Nguyễn Minh Phương trong việc điều hành văn phòng thư ký? Phương được Lương Tam Quang tin cậy và trọng dụng. Nhưng ngược lại, phải chăng Phương cũng dùng Bộ trưởng Lương Tam Quang như công cụ kiếm tiền và có ý đồ chờ thời leo lên đỉnh cao danh vọng? Nhiều người trong Bộ Công an còn không phân biệt được Bộ trưởng Lương Tam Quang hay thư ký Nguyễn Minh Phương. Ai quyền lực hơn? Vì Phương là người trực tiếp tác động, thúc ép Bộ trưởng Lương Tam Quang phân công, bổ nhiệm cán bộ ở các địa phương như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng. Đây là những nơi có thể đem đến nguồn thu nhập khổng lồ, một vị trí trưởng phòng 15 tỷ, trưởng công an huyện 11 tỷ, nếu là trưởng phòng PC02 hoặc PC03 thì từ 2 đến 5 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Bùi Quang Bình, SN1978, quê quán Thái Bình, đưa cho Phương 15 triệu đô la Mỹ, nhờ Phương lo chạy để được về làm Cục trưởng Cục A04, Cục An ninh Kinh tế.
Cục trưởng hiện nay là Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, quê quán Hà Nam. Thuận có hỗn danh là thích đe dọa, vì hay đe dọa khởi tố bắt các doanh nghiệp thuộc quản lý của nhà nước. Cũng vì thế nên Thuận đang dính nhiều bê bối liên quan đến việc tống tiền các doanh nghiệp. Trong đó có vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Hậu, Hậu Pháo. Thuận hiện đang chờ hình thức kỷ luật và khả năng cao sẽ bị trục xuất ra khỏi ngành công an. Cần biết thêm về đại tá Bùi Quang Bình. Bình từng bị đuổi học và đi cai nghiện ma túy 2 năm 6 tháng khi đang là học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Sau khi hoàn lương, Bình được Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, đứng ra bảo lãnh cho tiếp tục theo học. Quay lại chuyện Thái tử Bộ Công an Nguyễn Minh Phương. Sau khi vụ đem chân gấu Bắc Cực về Việt Nam bị an ninh Nga phát giác tại sân bay, thì Phương viết bản tường trình báo cáo, trong đó Phương giải thích rằng chân gấu Bắc Cực bị an ninh Liên bang Nga thu giữ là thùng quà của một Việt kiều sinh sống tại Nga biếu tặng, nhưng Phương và Bộ trưởng Lương Tam Quang không biết trong đó là gì. Công luận thắc mắc. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường có dám báo cáo sự việc bê bối này lên Bộ Chính trị hay không? Nhưng điều dễ nhận biết nhất lúc này là Lương Cường đang nín thở qua cầu, chờ ngày nhậm chức Chủ tịch nước, đặt tay tuyên thệ trên cuốn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuốn sách mà hơn 100 triệu dân Việt Nam phải tuân theo, nhưng hầu như không áp dụng cho lãnh đạo và các phe cánh quyền lực. Theo lời giải thích của một tướng tại Bộ Công an đã về hưu, giữa Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm và Đại tá Nguyễn Minh Phương có một mối quan hệ đặc biệt. Khi chưa lên Thứ trưởng Bộ Công an, vẫn còn giữ chức Cục trưởng Cục C03, Cục Cảnh sát điều tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu. Nguyễn Ngọc Lâm đã ban cho Nguyễn Minh Phương đặc ân là có suất chạy án tại Cục C03 và có quyền can thiệp sâu vào hồ sơ pháp lý của các bị can. Hiện nay, Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Minh Phương cấu kết với nhau bao quanh Lương Tam Quang như hai gọng kìm siết chặt. Rồi đây, các chức danh trong ngành công an sẽ do Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Ngọc Lâm sắp đặt, còn Lương Tam Quang chỉ việc nhận tiền và ký bổ nhiệm. Từ đó sẽ sinh ra lớp tham quan ngu dốt, không sớm thì muộn, nó sẽ gây ra những thảm họa cho đất nước mà người dân phải gánh chịu. Và chưa hết thưa quý vị, dư luận trong nội bộ Bộ Công an khẳng định, cậy thế Tổng Bí thư Tô Lâm, Lương Tam Quang đã và đang muốn xưng vương trong Bộ Công an. Tại sao lại nói như vậy? Trong Bộ Chính trị, Lương Tam Quang là gương mặt tham gia muộn nhất. Tuy nhiên, quyền lực của ông được đánh giá là mạnh hơn Chủ tịch Quốc hội, và thậm chí còn mạnh hơn cả Thường trực Ban Bí thư. Tuy là người vào Bộ Chính trị sau cùng, nhưng Lương Tam Quang đang quản lý kho dữ liệu đen khổng lồ, một công cụ lợi hại mà Tô Lâm đã từng dùng để đánh bật các nhân vật được ông Trọng tín nhiệm, từ đó chiếm lấy ghế Tổng Bí thư. Mặc dù đã nắm giữ chức Tổng Bí thư, nhưng ông Tô Lâm vẫn chưa điều khiển được hoàn toàn Ban Bí thư, bởi nơi đây có nhiều nhân sự cũ do ông Nguyễn Phú Trọng để lại. Vậy nên, sức mạnh của Tô Lâm hiện nay chủ yếu dựa vào Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Một số nguồn tin nội bộ cho Thoi Bao Tóm Đe E biết, tuy Tô Lâm từng dính tai tiếng vụ thịt bò rát vàng, nhưng ông không ngông nghênh như Lương Tam Quang. Tô Lâm vẫn biết khéo léo che đậy và sử dụng người kỹ lưỡng hơn Lương Tam Quang. Tay hòm chìa khóa của ông Tô Lâm cho đến nay vẫn chính là trợ lý Tô Ân Sô. Nguồn tin cũng cho biết tay hòm chìa khóa cho tân Bộ trưởng Công an hiện nay là thư ký Nguyễn Minh Phương. Dù ông Lương Tam Quang lên Bộ trưởng và vào Bộ Chính trị chưa lâu, nhưng đã dung túng cho ông Phương tự tung tự tác ngay trong Bộ Công an. Chính gã thư ký này đã làm cho không ít cấp dưới của ông Quang tỏ ra bất mãn. Không biết liệu Bộ trưởng Quang có đủ năng lực để kiểm soát hoàn toàn toàn Bộ Công an như ông Tô Lâm hay không? Xem ra, việc Tô Lâm dùng Lương Tam Quang là một canh bạc nguy hiểm, vì ông Quang có vẻ chưa đủ tầm để thống nhất cấp dưới và củng cố sức mạnh của ngành công an. Hiện nay, Tô Lâm cần sử dụng Lương Tam Quang như là cánh tay phải. Nhưng ngược lại, Lương Tam Quang lại cậy thế Tô Lâm để xưng vương trong Bộ Công an. Theo đánh giá của giới thạo tin, vẫn còn một số lực lượng chống đối Tô Lâm đang ẩn nấp trong Bộ Công an. Trước đây, họ đã bị Tô Lâm chèn ép, không thể vươn lên. Tuy nhiên, với năng lực hạn chế của Lương Tam Quang, lực lượng này hoàn toàn có thể trỗi dậy nếu có cơ hội. Trong số này, đáng chú ý là Trần Quốc Tỏ, em ruột ông Trần Đại Quang. Tô Lâm có thể đè được Trần Quốc Tỏ, nhưng Lương Tam Quang có đè được hay không vẫn là một dấu hỏi to tướng.
Hiện nay, trong tay Tô Lâm chỉ có hai chiến tướng, đó là Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Tuy nhiên, ông Ngọc đang trấn ở văn phòng Trung ương Đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm và chưa có chân trong Bộ Chính trị. Vì thế, sự nghiệp chính trị của Tô Lâm vẫn phải dựa vào Lương Tam Quang giúp sức. Có thể nói, Lương Tam Quang là người không thể thay thế đối với Tô Lâm trong lúc này. Thế của ông Quang đang rất thuận tiện. Ông hoàn toàn có thể trở thành một Tô Lâm thứ hai. Với binh quyền trong tay, nếu biết nuôi quân, lót ổ và chờ thời, thì đến thời điểm chín muồi, ông có thể làm đảo chính mềm để lên ngôi hoàng đế như Tô Lâm đã làm. Tuy nhiên, muốn trở thành một Tô Lâm thứ hai, thì cần phải âm thầm ủ mưu, âm thầm tạo dựng ảnh hưởng, chứ không thể ngông nghênh coi trời bằng vung, để hàng loạt cấp dưới ngay trong Bộ Công an bất mãn, thì không thể làm nên việc lớn. Lương Tam Quang dùng thư ký Nguyễn Minh Phương, còn Tô Lâm thì dùng trợ lý Tô Ân Sô. So sánh giữa Tô Lâm và Lương Tam Quang, người ta đã đánh giá khác nhau nhiều, chủ yếu là ở tầm vóc. Còn so sánh giữa Nguyễn Minh Phương và Tô Ân Sô thì lại khác nhau đến một trời một vực. Tô Ân Sô là người khôn khéo và có tầm hơn Nguyễn Minh Phương rất nhiều. Điều này cho thấy, có vẻ như Lương Tam Quang thích cậy quyền cậy thế ra uy, hơn là người có đủ tầm ủ mưu để làm việc lớn. Tô Lâm dùng Lương Tam Quang có ngày mất cả Bộ Công an vào tay kẻ khác. Lúc đó, Hưng Yên sẽ không còn mạnh như bây giờ. Và thưa quý vị, chúng tôi tới với quý vị các thông tin về giấc mơ Mỹ của nhiều người Việt Nam. Họ hy vọng ở nước Mỹ quá nhiều, nhưng khi bước chân đến nước Mỹ, họ đã lập tức vỡ mộng. Theo BBC, đa số lao động nhập cư làm các công việc nặng nhọc hoặc có mức lương không cao. Những việc mà người sinh ra ở Mỹ không muốn làm. Có thể nói, đa số người tìm cách vào Mỹ hiện nay vì lý do kinh tế. Họ đến Mỹ để được làm việc, từ đó có một cuộc sống tốt đẹp. Vì thế họ làm việc chăm chỉ để tạo dựng cuộc sống ổn định. Họ chấp nhận làm nhiều giờ, làm thêm, với mức lương không cao. Quan sát trong khoảng chục năm trở lại đây, đa phần người Việt đến Mỹ gần như từ hai bàn tay trắng. Nước Mỹ và giấc mơ Mỹ vẫn là điểm đến của nhiều người, kể cả bằng con đường hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Nước Mỹ được hình thành từ những người nhập cư, cũng vì lẽ đó mà đây là quốc gia cởi mở nhất với người nhập cư. Nhưng vấn đề này cũng đang gây chia rẽ. Nghiên cứu của Đại học Michigan còn cho thấy, lao động không có giấy tờ bị trả lương thấp hơn $3 mỗi giờ so với lao động sinh ra tại Mỹ trong cùng một vị trí và kỹ năng. Cùng với đó, họ bị mất đi các phúc lợi trong công việc. Nhưng họ lại không biết hoặc không dám đứng ra để đòi quyền lợi cho mình. Không chỉ trong lĩnh vực xây dựng, lao động nhập cư làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đông không kém. Theo nhà báo người Mỹ gốc Việt Võ Ngọc Ánh từ bang Washington, tại cửa hàng vật liệu xây dựng Home Depot ở phía nam thành phố Tacoma, nơi tôi đang sống rất dễ để tìm được một người làm. Ngay cổng vào luôn có hai hàng người đứng hai bên vỉa hè, bất kể trời nắng hay mưa, sáng hay chiều. Chỉ cần hạ kính xe, chạy chậm lại sẽ có nhiều người chạy theo. Sau đó là nói về công việc, thỏa thuận giá cả. Trong lúc này, chức năng dịch thuật của Google trên điện thoại trở nên vô cùng hữu dụng. Họ đến đây từ các quốc gia khác nhau, dân tộc khác nhau. Nhưng tôi thấy họ cùng nói một ngôn ngữ và cũng chỉ nhận tiền mặt sau một ngày lao động. Tình cảnh của họ, theo cảm nhận của tôi, ngày nào có người thuê là may mắn. Ngày nào chờ từ sáng đến chiều thì sự lo lắng còn hằn trên mặt khi màn đêm buông xuống. Theo tác giả, những người này làm tôi liên tưởng tới những chợ người ở Hà Nội. Hay tại vùng Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng mà tôi đã chứng kiến ngày trước. Trong khi ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa luôn đưa ra thông điệp trong suốt quá trình tranh cử, nếu thắng ông sẽ trục xuất hết lao động bất hợp pháp này ra khỏi nước Mỹ. Vậy liệu ông Trump có thể trục xuất được hết số lao động này không? Và thưa quý vị, trong bài viết với tựa đề Di dân, huyền thoại và thực tế của tác giả Hiếu Trân, một người Mỹ gốc Việt, sẽ giúp để quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Theo tác giả, càng gần tới ngày tổng tuyển cử 5 tháng 11, vấn đề di dân bất hợp pháp vào Mỹ lại càng nóng do được các ứng cử viên khai thác tối đa để giành lá phiếu của cử tri. Trong một số trường hợp, di dân cả hợp pháp và bất hợp pháp bỗng bị biến thành con ngáo ộp đe dọa cuộc sống người dân Mỹ, bị coi là thủ phạm gây ra mọi vấn đề của xã hội Mỹ. Thực hư như thế nào? Thực tế, số người vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ qua biên giới phía Nam với Mexico đã tăng rất nhanh trong thời gian cầm quyền của Tổng thống Joe Biden. Nếu dưới thời Tổng thống Donald Trump 2017-2020, con số này dao động trong mức nửa triệu người năm
Đỉnh cao là năm 2019 với gần 800.000 người, thì sang thời ông Biden, số người vượt biên luôn ngấp nghé 2 triệu người năm. Đỉnh cao là năm 2022 với 2,2 triệu người, đặc biệt là số trẻ em không có người lớn đi cùng tăng vọt. Đa số di dân đều tự coi mình là người tị nạn, chạy trốn, tình trạng áp bức ở xứ họ. Luật pháp Hoa Kỳ cho phép di dân đến trình diện cơ quan quan thuế và biên phòng CBP ở biên giới để nộp đơn xin tị nạn. Họ phải thuyết phục các nhân viên di trú Mỹ rằng họ bị đối xử tàn tệ ở trong chính nước họ vì những lý do chính trị, tôn giáo, sắc tộc. Xin tị nạn vì lý do nghèo khó, dù lo sợ có thể chết đói cũng không được chấp nhận và sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Nếu đơn xin tị nạn được chấp nhận, di dân sẽ được phép ở lại trong nước Mỹ, chờ ngày ra trình diện tòa án di trú, ở đó họ có được coi là người tị nạn hay không sẽ được quyết định. Dữ liệu của CBP ghi nhận từ đầu năm 2021, chính quyền Biden đã bắt giữ 7,6 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam. Gần một nửa trong số này, khoảng 3,3 triệu người, đã được CBP thả ra để chờ ngày ra tòa án di trú. Một cuộc chờ đợi dài thăm thẳm, bởi vì hiện có hơn 3 triệu hồ sơ bị tồn đọng qua nhiều đời tổng thống mà không có đủ số quan tòa xem xét và giải quyết. Với hàng triệu hồ sơ chờ xét xử, nước Mỹ chỉ có 725 vị quan tòa chuyên xử về di dân. Mỗi vị phải phụ trách 4,500 hồ sơ. Năm 2023, chính phủ Biden đã xin ngân sách để bổ nhiệm thêm 200 chánh án tòa di trú, nhưng Quốc hội chỉ cho tuyển thêm 100 vị. Theo tác giả, có nhiều di dân bất hợp pháp đã sinh sống ở Mỹ hàng chục năm, đi làm đóng thuế, sinh con đẻ cái, mà hồ sơ xin tị nạn của họ vẫn chưa được tòa án để mắt tới. Sự tồn tại của những cộng đồng di dân trong lòng nước Mỹ đã gây ra nỗi nhức nhối không chỉ cho các địa phương vùng biên giới như Texas, Arizona, mà cả những đô thị xa xôi như New York, Chicago, Denver. Đơn giản là vì ở đó có nhiều cơ hội làm việc cho người nhập cư không giấy tờ. Làn sóng di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ đã buộc chính quyền Biden phải hành động. Một ủy ban lưỡng đảng đã soạn thảo một dự luật về di dân và an ninh biên giới theo các biện pháp mà Đảng Cộng Hòa đề nghị, như siết chặt quy chế về xin tị nạn, gia tăng ngân sách cho lực lượng biên phòng và tòa án di trú để tuyển thêm nhân viên v.v. Dự luật này cuối cùng thất bại vì cựu Tổng thống Trump chống và dân biểu Mike Johnson, Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện, nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, không đưa nó ra thảo luận. Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ nói rằng ông Trump cố tình ngăn chặn dự luật giải quyết cuộc khủng hoảng di dân của chính phủ để giành lợi thế trong năm bầu cử, chứ không thật sự quan tâm tới an ninh biên giới. Do Quốc hội không ban hành được một đạo luật đầy đủ và toàn diện về di dân, đầu tháng 6 vừa qua, ông Biden phải sử dụng sắc lệnh hành pháp. Theo đó, ông sẽ cho đóng cửa biên giới, hạn chế quyền xin tị nạn và trục xuất ngay lập tức những người không đủ điều kiện, nếu có nhiều hơn 2.500 người vượt biên vào Mỹ mỗi ngày, kéo dài trong một tuần lễ. Biên giới sẽ mở lại nếu số người vượt biên giảm xuống dưới mức 1.500 người mỗi ngày và kéo dài 7 ngày liên tục. Từ đó đến nay, lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đã giảm rõ rệt. Đúng như nhận xét của ông Biden, ông Trump và các ứng cử viên Cộng Hòa đã tận dụng tình trạng nhập cư bất hợp pháp ở biên giới và mối quan tâm của cử tri trong vấn đề này để thổi bùng mối hận thù với di dân và giành phiếu. Trong những cuộc vận động tranh cử gần đây của ông Trump, vấn đề người nhập cư luôn được nêu bật lên với những thông tin xuyên tạc, sai sự thật và những ngôn từ ác ý. Mới vài tuần trước, dư luận đã bất bình trước việc ông Trump, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, và người phó của ông, Thượng nghị sĩ Jay Vance, Cộng hòa Ohio, bịa ra câu chuyện người nhập cư từ Haiti ở thị trấn Springfield, Ohio, đã giết chó mèo, thú cưng của cư dân, để ăn thịt. Câu chuyện thất thiệt này gây ra biết bao tổn hại cho người dân Springfield, trường học và cơ quan công quyền bị đóng cửa do bị dọa ném bom. Nên để ý người Haiti ở Springfield là cộng đồng nhập cư hợp pháp theo chính sách nhân đạo của Hoa Kỳ, không phải là những kẻ vượt biên bất hợp pháp. Có rất nhiều thông tin xuyên tạc được đưa ra một cách ác ý và gây tổn hại đáng kể. Có rất nhiều huyền thoại được cố ý bịa ra để bôi nhọ người nhập cư và coi họ là nguyên nhân gây ra những điều tàn tệ cho dân Mỹ. Thực tế không phải như vậy. Một thông tin xuyên tạc thường thấy là người nhập cư mang tội ác tới Mỹ, làm gia tăng tình trạng tội phạm ở những nơi họ sinh sống. Thực tế nhiều nghiên cứu chứng minh công dân Mỹ sinh trưởng tại Mỹ có tỷ lệ phạm tội cao hơn người nhập cư và khoảng cách giữa hai nhóm cư dân này ngày càng rộng ra.
người nhập cư bất hợp pháp mang ma túy và fentanyl vào Mỹ. Báo cáo của CBP ở biên giới Mexico ghi nhận phần lớn ma túy và fentanyl được buôn lậu vào Mỹ qua các cửa khẩu hợp pháp và do công dân Mỹ thực hiện. Năm 2023, 86,4% các thủ phạm buôn lậu fentanyl vào Mỹ bị kết tội là công dân Mỹ. Người nhập cư có là gánh nặng cho xã hội. Di dân bất hợp pháp không phải là công dân hoặc thường trú nhân ở Mỹ thì không xin được lợi ích công như trợ cấp nhà ở, phiếu mua thực phẩm SNAP, bảo hiểm y tế miễn phí Medicaid hoặc trợ cấp tình huống bất ngờ TANF. Họ cũng không được tham gia bảo hiểm y tế có trợ cấp của chính phủ. Do đó, không có căn cứ để nói người nhập cư ăn bám vào phúc lợi của xã hội Mỹ. Con cái của người nhập cư bất hợp pháp vẫn được theo học các trường công lập miễn phí. Chuyện này vừa do lòng nhân đạo, vừa là sự đầu tư vào tương lai nước Mỹ. Và lại, trẻ em phải được học hành ở nơi cha mẹ chúng làm lụng và nộp thuế. Tại Detroit, ông J.D. Vance cho rằng người nhập cư là nguyên nhân lớn nhất khiến cho giới trẻ Mỹ không mua được nhà, và ông dọa sẽ trục xuất hết những người này. Thực tế, giá nhà cao là do nguồn cung nhà khan hiếm, và nếu người nhập cư bị trục xuất hết, thì ngành xây dựng sẽ không có đủ thợ để xây nhà. Và khi ấy, tình trạng khủng hoảng nhà cửa sẽ thê thảm hơn nữa. Tương tự, trục xuất người nhập cư sẽ làm cho nhiều công ty, nông trại của Mỹ thiếu nhân công trầm trọng, thiệt hại sẽ rất lớn. Còn rất nhiều thông tin xuyên tạc bóp méo sự thật về người nhập cư không thể kể ra hết được. Trong những cuộc vận động tranh cử, các ông Donald Trump và J.D. Vance đã không tiếc lời phỉ báng người nhập cư, gọi họ đầu độc dòng máu của đất nước, là những kẻ có gen xấu, chúng không phải là người, chúng là thú vật, chúng là kẻ sát nhân máu lạnh. Ngôn từ của các ông này càng ngày càng giống miệng lưỡi của Adolf Hitler, Joseph Stalin, và họ kích động nỗi sợ của dân chúng để chia rẽ xã hội và giành sự ủng hộ chính trị. Và chúng tôi xin nhắc lại là chính trong cái văn bản quy phạm pháp luật này đấy, cái nghị định này, nghị định số 126 gạch chéo 2024 gạch chéo NDCP của chính phủ Việt Nam đấy, mà quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, thì họ cũng nói rằng là cái này nó thay thế cho hai nghị định và hai quyết định cũng của Thủ tướng Chính phủ có liên quan, là có từ trước rồi, chứ không phải là cái này là cái bây giờ lần tiên mới có. Chưa kể nữa là như là tiến sĩ của Nga có đề cập đấy, ít nhất là cách đây vài chục năm thì đã có những cái thảo luận về vấn đề là cái vấn đề quyền lập hội, rồi các cái vấn đề về pháp luật có liên quan đến cái quyền đó, cũng như là sau dân sự thì đã thảo luận rất là nhiều rồi đó. Thì xin nhắc lại quý vị như vậy. Vâng, thì chúng tôi thấy nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin có giơ tay, xin mời bạn. Vâng, thưa quý vị, công bằng mà nói thì trước giờ Việt Nam vẫn, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn nợ luật về hội. Như theo sự phát hiện của luật sư Đặng Đình Mạnh, nghĩa là 78 năm, và cái điều đó hoàn toàn đúng. Nó có ở trong hiến pháp, đó là quyền đương nhiên của người Việt Nam, nhưng mà vẫn nợ. Thế thì cho đến bây giờ có được một cái nghị định về việc thành lập hội, thì tôi nghĩ dù sao đấy cũng là một điều mà nó còn hơn là không có một nghị định nào. Và mặc dù ở đây, ngay tại điều 2 và điều 5 thì đã chính phủ, nhà cầm quyền đã gài vào những cái điều để mà tạo ra sự bất bình đẳng. Chẳng hạn như là nghị định này không áp dụng với các tổ chức, là 6 tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức giáo hội. Đấy là nó đã tạo ra bất bình đẳng về mặt pháp lý cho những công dân Việt Nam không nằm trong những cái tổ chức mà nhà nước đã định ra để làm công cụ phục vụ cho họ. Rồi cái điều 5 là còn tạo ra một cái công cụ ràng buộc rất là lớn, chẳng hạn như là phải ban vận động thành lập hội là phải có và phải được công nhận. Nó có mấy tầng công nhận thì cái đó là họ không công nhận không làm gì được, nhưng dẫu sao người Việt Nam vẫn có thể tận dụng cái nghị định này để mà nó có theo quy định trong nghị định là nó có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 2024, để mình có thể vận động thành lập hội đấy. Và nó cũng như là một phép thử và tạo ra một áp lực đối với nhà cầm quyền. Tất nhiên chúng ta hiểu rằng qua đây có thể thấy rằng cái hàn thử biểu rằng nhà cầm quyền Việt Nam có thành thật không trong việc đổi mới thể chế,
có thành thật không trong cái việc là bảo vệ nhân quyền, hay là tạo một cái bước tiến mới, một thay đổi đi về hướng dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng nếu không phải là một luật thì rất có thể bị xóa bỏ bất kỳ lúc nào. Một nghị định, tức là một văn bản dưới luật, thì hoàn toàn có thể bị xóa bỏ bằng nghị định này. Và nghị định cũng có thể bị vô hiệu hóa bởi vì không có thông tư hướng dẫn thực hiện. Nên là đây cũng là một cái cách mà chúng ta xem rằng cái nhà cầm quyền hiện nay họ có thực lòng cải tổ thể chế hay là đổi mới hay không. Thì mọi người hiểu rất rõ, nhưng hãy tận dụng. Hãy tận dụng, dù mở ra 50cm thì chúng ta cũng hãy tận dụng cái 50cm đó và để đấu tranh cho quyền của người Việt Nam được tốt hơn. Nếu mà không làm, không đấu tranh thì sẽ chẳng có gì cả. Người ta sẽ ngày càng hạ thấp quyền của chúng ta xuống. Vâng. Thưa các vị khách mời, các vị diễn giả và thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, chúng tôi thấy hai vị đã giơ tay rồi. Và vì không biết là... chúng tôi xin mời theo thứ tự này vậy. Ông Nguyễn Đình Thắng nói trước ngắn gọn, sau đó đến ông Đặng Đình Mạnh, và sau đó chúng ta sẽ vào cái phòng câu hỏi cuối cùng. Chúng ta còn có khoảng 10 phút nữa thì kết thúc. Xin mời... Tôi có câu hỏi cho anh Mạnh thôi. Tự vì chị Hảo mới nhắc tới là một số các cái đoàn thể thì cái nghị định này không áp dụng, chẳng hạn như Liên Hiệp Hội Phụ Nữ, xong Đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh thì cái vân vân, thì nó có một cái hội rất là gốc, căn bản nó là cái Đảng Cộng sản, nó cũng là một hội. Thì không biết theo luật sư Mạnh thì cái Đảng Cộng sản này đăng ký hoạt động hội chiếu theo cái luật gì, cái nghị định gì ạ? Tôi hoàn toàn không biết. Luật sư Đặng Đình Mạnh ạ. Dạ vâng. Trước tiên phải nói là cái câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là cái câu hỏi mà đó là rất là thú vị, và nó càng thú vị hơn là chúng ta không có thể trả lời được. Tôi xin phép bổ sung thêm một số ý như thế này để mang tính cách tham khảo. Trước tiên chúng ta phải nói rằng là cái việc mà cái nhu cầu lập hội của người dân nó là một cái nhu cầu nó hết sức là tự nhiên của một cái xã hội. Của một cái xã hội, của cộng đồng, của con người. Và ngay cả trong những cái thời gian nhiều năm vừa rồi á, khi chưa có cái nghị định này, thì một loạt những cái hội họ vẫn thành lập, và họ làm một cách rất là tự nhiên. Và tự nhiên là nó sẽ không thông qua bất kỳ cơ quan chính quyền nào cả, không có đăng ký, cũng không có xin phép gì cả. Một vài vụ án mà khi tôi tham gia thì tôi được biết, ví dụ như là nhóm Liên Minh Dân Tộc Việt Nam chẳng hạn, cái nội dung hoạt động của họ là có liên quan đến chính trị, hoặc là nhóm Hiến Pháp chẳng hạn, nội dung hoạt động của họ là phổ biến cho người dân biết về những cái quyền của người dân quy định theo Hiến Pháp. Rồi nào là Hội Nhà Báo Độc Lập, đây là một cái tổ chức của anh Phạm Chí Dũng, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, anh ấy chủ trương cùng với những người, ví dụ như ông Nguyễn Tường Quỳ hoặc là nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn. Thế thì trong cái giai đoạn khi mà thành lập thì chưa có cái nghị định 126 ra đời, và do nhu cầu, đó là cái nhu cầu tự nhiên, cho nên họ vẫn thành lập những cái nhóm, những cái hội như vậy. Và khi mà xét xử những thành viên của các cái tổ chức này á, thì tại tòa án họ nói rất rõ rằng đây là những cái hội hoặc là cái tổ chức của các anh bất hợp pháp, vì lẽ là nó không có thông qua cái việc đăng ký thành lập đối với chính quyền. Nhưng mà thật ra mà nói, nếu mà có đăng ký thì chính quyền cũng không có cấp phép cho họ đâu, vì một lẽ rất đơn giản, họ cho nói rằng là chưa có luật hướng dẫn cho họ không biết cấp phép kiểu gì. Mà tuy nhiên cái chỗ mà nhận xét đánh giá cho rằng họ, những cái hội của họ là bất hợp pháp, là cái điều rất là đáng lưu ý. Vì lẽ thế này, phải nói là một khi Hiến Pháp nó phát sinh hiệu lực thì tất cả những cái điều khoản của nó cùng phát sinh hiệu lực, trong đó có những cái điều khoản quy định về quyền tự do của người dân, quyền lập hội chẳng hạn, nó sẽ hiệu lực theo thời điểm mà Hiến Pháp có hiệu lực. Và một khi nó đã hiệu lực rồi thì đương nhiên nó trở thành cái điều luật có giá trị để mà người dân thực hiện. Nhưng mà chúng ta vẫn thường nghe các cơ quan tư pháp họ lại nói là do chưa có lập văn bản hướng dẫn thi hành, cho nên các anh thành lập như vậy là bất hợp pháp. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là trong suốt 11 năm, ít nhất là tôi tạm tính từ thời điểm thời điểm mà tu chính cái bản Hiến Pháp 2013, thì họ trì hoãn cái việc mà cho ra luật.
mà cái việc trì hoãn như vậy hóa ra nó thành một cái lý do để họ vịt vào, để mà họ đánh giá tất cả những cái hội mà thành lập mà không có thông qua việc đăng ký hoặc là được cấp phép là bất hợp pháp cả. Cái thứ hai á, là chúng ta có một cái sự so sánh cũng trên cùng lãnh thổ Việt Nam, nhưng mà ở phía miền Nam vào trước thời điểm năm 1975, thì tôi tìm hiểu lại, tôi thấy ít nhất là có hai văn bản, tức là Hiến pháp năm 1956 Việt Nam Cộng Hòa và Hiến pháp năm 67. Thì trong hai bản hiến pháp này cũng đều quy định về những cái quyền tự do người dân, trong đó có quyền lập hội. Và chúng ta thấy là hầu như trong suốt cái thời gian mà tồn tại của cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam, thì chưa bao giờ cái vấn đề lập hội nó trở thành một cái vấn đề mà người dân ở vùng đó họ phàn nàn cả. Hàng loạt, rồi phải nói là hàng hà sa số những cái hội đoàn đã từng thành lập. Bởi lẽ chúng ta thấy là trong cái nền chính trị Việt Nam Cộng Hòa đó là một nền chính trị họ chấp nhận cái việc đối lập. Có chính trị của đối lập, có báo chí đối lập, rồi có dân biểu đối lập vân vân. Và nếu mà trong trường hợp họ chấp nhận cái sự đối lập như vậy, thì cái việc hạn chế cái việc lập hội á, nó không còn cần thiết nữa. Thì đây nó là một cái điều mà để chúng ta mang tham khảo. Và ít nhất là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa họ đã chấm dứt trên lãnh thổ Việt Nam đã là gần 50 năm rồi. Mà ngày xưa họ làm được như vậy, mới tới hiện nay thì Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn loay hoay và vẫn tìm cách tạo dựng những cái rào cản về pháp lý. Và để so sánh thêm thì trong cái văn bản mà Nghị định 126, thì cái tham chiếu của nó là một cái văn bản luật có từ năm 1957. Thì nhân dịp này chúng tôi có một so sánh thêm về vấn đề luật biểu tình để mang đến cách là tham khảo thêm. Hiện nay thì trong nước họ vẫn nói là chưa có luật biểu tình, cho nên chưa cho phép biểu tình. Và tất cả những cuộc biểu tình mang đến cách tự phát đều là bất hợp pháp cả. Nhưng mà thật ra thì vào ngày tôi xem lại cái vào ngày 31 và ngày 13 và ngày 13 tháng 9 năm 1945, tức là chỉ sau 11 ngày mà ông Hồ Chí Minh ông đọc cái bản tuyên ngôn độc lập, thì chính ông Hồ Chí Minh ông đã từng ra một cái sắc lệnh về biểu tình. Trong đó nó chỉ có hai điều khoản thôi. Điều khoản thứ nhất, nếu mà người dân muốn biểu tình thì khai trình với lại Ủy ban Nhân dân sở tại. Và hiện nay theo tôi biết, tôi tìm, tôi ra, thì tôi thấy rằng cái văn bản này hiện nay vẫn chưa từng bị hủy bỏ. Mà nếu chưa từng bị hủy bỏ mà nó vẫn phù hợp với lại cái hiến pháp hiện tại, thì văn bản này vẫn có giá trị thực hiện. Và từng có cái tiền lệ đã từng áp dụng những cái văn bản trước đây của cái chính phủ cũ, chính quyền cũ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thế thì cái văn bản được luật biểu tình này, cái sắc lệnh biểu tình này của Hồ Chí Minh ký, nó vẫn phải coi như là văn bản có hiệu lực để mà thực hiện. Và trong trường hợp đó, nếu người dân trong nước họ căn cứ vào văn bản này, họ chỉ cần gửi một cái văn bản đến Ủy ban Nhân dân sở tại để họ thông báo việc biểu tình của họ, thì tôi tự hỏi rằng chính quyền sẽ phải giải quyết vấn đề này nó như thế nào. Và đây là vấn đề pháp lý nó mang đến cách rất là thú vị nhân dịp qua cái nghị định 126 này. Tôi mang đến cách tôi trình bày thêm, tôi mang đến cách tham khảo. Cảm ơn các anh chị. Vâng. Thế và thưa quý vị diễn giả đó, ngoài các cái sự kiện trên đấy thì bây giờ thì chúng ta còn khoảng có mười mấy phút nữa thôi. Vâng ạ. Thì quý vị thấy là trong tuần còn có cái sự kiện vấn đề nào mà nếu có thể được chọn ra một đấy, và quý vị thấy là cũng đáng quan tâm với khán thính độc giả và công chúng đấy, và có thể nêu tên và đề cập được thì đó là gì? Chúng tôi xin đổi trật tự một chút. Thì ở vòng này chúng tôi xin mời vâng, chúng tôi thấy nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo giơ tay, xin mời bạn. Vâng, thưa quý vị, có rất nhiều sự kiện nhưng mà tôi không chọn một mà tôi chọn hai. Có một điều tức là khi chúng ta ngồi đây thì tại trại giam số 6 ở Thanh Chương thì đang có các tù nhân lương tâm đang tuyệt thực được theo sự thông báo của thân nhân của họ là tới ngày thứ 19. Và trại giam này đã bị nhiều lần tố cáo rằng có một cái chế độ cực kỳ hà khắc, tàn nhẫn đối với những tù nhân lương tâm. Và họ bị nhốt vào chuồng cọp. Và một trong những chứng nhân đấy là anh Trần Huỳnh Duy Thức là đã bị nhốt vào chuồng cọp. Thì việc đó nó rất tàn nhẫn đối với lại con người.
và điều đó là không thể chấp nhận được. Và tôi nghĩ rằng nếu mà chính quyền của ông Tô Lâm mà có sự tự trọng và thể diện thì cần phải thay đổi điều này ngay, và cần phải không, đương nhiên là họ phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm như nhiều lần chúng ta đã nói, nhưng trước mắt phải bỏ cái chế độ giam giữ hạn khắc đấy đối với các tù nhân lương tâm và những tù nhân khác nếu có sự hạn khắc. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì có một cái hiện tượng mà đang dậy sóng mạng xã hội, tức là bà Nguyễn Phương Hằng thì vừa mới ra khỏi trại giam và bà lên tiếng rằng là đại khái là nội dung là sẽ quất ông Thích Minh Tuệ không trượt phát nào. Thì đấy, riêng cái từ quất là một cái từ nó rất là nhìn chung là nó một người có văn hóa thì sẽ không nói như thế. Mới hơn nữa thì là dậy sóng mạng xã hội và rất nhiều người phẫn nộ. Thì mọi người muốn hiểu nguyên nhân tại sao một người như bà lại muốn tấn công ông Thích Minh Tuệ. Nếu như mà theo cái sự nhận định, theo lời nói của bà, thì tôi nghĩ rằng đây cái vấn đề sâu xa nó là mâu thuẫn về quyền lợi. Tại vì ông bà Hằng cũng như ông Trần Huy Dũng có một cái Đại Nam Quốc Tự. Đấy là một cái nơi mà theo như cái tờ báo Dân Trí hồi trước đưa ra và nhiều tờ báo thì nó tới 3.000 mét vuông diện tích và xây dựng rất là đồ sộ. Và ngoài cái này ra thì cũng như theo tuyên bố của ông Huỳnh Nghi Dũng hồi trước là ông sẽ xây 17 ngôi đền trải dài khắp 3 miền, miền Bắc, Trung, Nam. Và trong đó thì tất cả những đình, chùa, miếu, mạo, những người đã xây dựng cũng như là Hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện nay có gần 20.000 cơ sở thờ tự, không chỉ là Phật giáo khắp miền Bắc, thì họ là đang là những cái, xin lỗi, là những cái tàu há mồm đang chờ sự cúng dường, sự mê muội, sự mê tín của Phật tử để cúng dường cho họ. Người đi tu phải có tiền, và ông Thích Minh Tuệ là một cái hình ảnh ngược lại điều đó, trả lại sự bình đẳng cho những người nghèo và những người không muốn cúng dường tiền vào những cái nơi mà làm cho họ mất lòng tin, những ma tăng, những sàm tăng. Và cái này là mâu thuẫn với quyền lợi của chính bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Huy Dũng, cũng như là một cái lực lượng xây dựng đền chùa và lợi dụng sự mê tín để mà thu tiền của dân chúng. Cho nên là cái nguyên nhân là như thế. Và có một điều thú vị là mạng xã hội dậy sóng và họ phản đối điều đó. Họ phản đối là vì họ muốn xác tín cái quyền tu hành tự do của mỗi người, và người ta có thể tu mà không phải cúng dường, không phải nô lệ hóa cho một kẻ nào khác. Anh ơi xin hết. Vâng, tiếp theo không biết là chúng tôi xin mời chủ động quý vị nào muốn. Chúng tôi đã thấy blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra tay rồi, và xin mời blogger. Dựa trên ý của chị Hảo đó thì em xin phép tham lam có bổ sung thêm ý của chị Hảo, và có hai sự kiện mà theo em là nổi bật và thu hút sự quan tâm trong tuần. Bổ sung thêm ý của chị Hảo khi chị Hảo nhắc tới sự kiện của bà Nguyễn Phương Hằng và sư Thích Minh Tuệ. Ở đây nếu quan sát toàn bộ các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng, vì em là người đi theo nên em không tập trung vào phát ngôn đề cập tới thầy Thích Minh Tuệ, mà em chú ý tới các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng liên quan tới trại giam. Bà Nguyễn Phương Hằng có những lời tố cáo chế độ giam giữ khắc nghiệt và điều kiện giam giữ của trại giam rất là thú vị. Ví dụ bà ấy nói trại giam An Phước để cho tù nhân sống trong một cái điều kiện không có vệ sinh, không có an toàn, là sống chung với rắn. Rắn chui vào chỗ ngủ của bà ấy, chui vào chỗ lao động. Đã có người ở trong trại giam An Phước bị rắn cắn. Và nếu quan sát trên tình hình quan sát nhân quyền thì đây là một cái chi tiết để có thể bổ sung vào hồ sơ của các trại giam, vì đa phần chúng ta đều biết là không ai có thể vào các trại giam để giám sát cả. Và trại giam An Phước chính là nơi đang giam giữ các tù nhân chính trị và cũng rất là khắc nghiệt. Ngoài ra bà Nguyễn Phương Hằng còn tố cáo thêm trường hợp của giám thị trại giam An Phước là ông Phùng Quang Tiến có dấu hiệu là phá rừng, sử dụng đất công, chặt cây cổ thụ để trồng chuối và sai tù nhân, tức là vắt kiệt sức lao động của tù nhân. Người ta hay nói nước sông công tù, thì đây là tình trạng rất phổ biến trong trại giam. Nên em quan sát bà Nguyễn Phương Hằng và không để cho bà ấy có cơ hội quay trở lại hướng người ta vào nhân vật đang thu hút sự quan tâm là sư Thích Minh Tuệ.
tức là kéo nó đi xa cái vấn đề cần quan tâm. Còn hai sự kiện theo em quan tâm mà nó ảnh hưởng trực tiếp, thứ nhất là sự kiện đối ngoại, đó chính là việc bên thủ tướng của Trung Quốc sang Việt Nam và Việt Nam ký kết 12 cái văn bản. Chuyện này nó có sẽ ảnh hưởng tới việc làm đường sắt cao tốc và đầu tư vào hạ tầng giao thông cơ sở ở Việt Nam. Hôm nay chúng ta nói về nghị định 126 thì có một nghị định khác là nghị định 130. Nghị định 130 được ban hành và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ người dân Việt Nam từ sơ sinh cho tới người lớn. Đó chính là nghị định thu phí cao tốc. Về phần đối ngoại em sẽ muốn nghe ý kiến của các anh chị, nhưng riêng về phần đối nội về nghị định 130, có thể thấy ở đây với việc ban hành và tăng cái mức phí đường cao tốc, đường bộ, giao thông đường bộ cao tốc lên á, thì nhà nước ở trong cái việc thông báo về nghị định 130 chính phủ đã lộ ra hai chi tiết mà mình có thể thấy rất khôi hài. Họ nói rằng là chính phủ sử dụng tiền thuế của người dân để có thể đầu tư vào đường cao tốc, và sau đó họ lại thay mặt nhân dân đứng ra thu phí dựa trên cái việc là đường cao tốc. Đây em đọc nguyên văn nha, xin phép đọc nhanh thôi. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 130 quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý khai thác. Và tiếp nữa là chính việc thu tiền này đó, nó dựa trên cái việc là nhà nước thay mặt người dân, việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý khai thác được triển khai thu phí. Nghị định này nó ảnh hưởng tới toàn xã hội, vì sao? Không phải chỉ có những người đi xe bị thu tiền, mà việc thu tiền phí này dẫn tới chi phí lưu thông hàng hóa nó tăng lên, và khi chi phí lưu thông hàng hóa tăng lên thì dẫn tới chi phí giá thành sản phẩm nó cũng sẽ tăng lên. Và nhiều bài viết liên quan tới các mặt hàng thì anh chị sẽ thấy là xã hội nó lạm phát, và đây là hai điều mà em nghĩ là nó ảnh hưởng tới xã hội. Em xin hết ạ. Vâng, trước hết là về liên quan đến quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, thì VOA tiếng Việt chúng tôi hôm 13 tháng 10 2024 có một bài là Việt Nam và Trung Quốc ký 10 thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Lê Cường. Chúng tôi thấy ông kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ có giơ tay, xin mời ông. Vâng, tôi rất là nhanh thôi. Khi chị Như Quỳnh nói về nhà tù, tôi thấy những con rắn và những con dế ở nhà tù đó rất là may mắn. Còn khi tôi ở tù đó, không có con rắn nào sống được, không có con dế nào sống được cả, là tại vì trở thành món ăn của chúng tôi, làm liền, không có chờ, nó không có một cái cơ hội nào để sống cả. Cái đề tài mà một cái vấn đề ở trong tuần này mà tôi thấy rất là tôi muốn có cơ hội, và chắc anh em mình làm sao để có cơ hội, là cái nghiên cứu về những cái hoặc là thảo luận về những cái sự kiện vừa rồi, khi người dân đã có thêm những cái sự kiện như vậy, thì bây giờ thêm một cái nữa là người dân thẳng thắn phản biện với chủ tịch của thành phố Hà Nội, thì chúng ta cần phải cá nhân của tôi nhìn đó như là một cái chỉ dấu của sự mạnh dạn hơn của người dân. Và sự mạnh dạn của người dân nó do những cái gì họ biết được, những cái thông tin họ biết được, xây dựng lên cái dân trí. Từ dân trí họ có cái đó, thành ra mong rằng là chúng ta có thể thảo luận một cơ hội nào đó để mà nói về cái vấn đề vì sao người dân đã có thể mạnh dạn để mà phản biện, để mà đối chất với lại chính quyền như vậy. Cảm ơn anh Phương. Vâng, thật nhanh, chúng ta còn mấy phút nữa và đạo diễn đang báo là chương trình đã hết thời lượng rồi đấy ạ. Vâng, thì chúng tôi xin mời thật nhanh ông Nguyễn Đình Thắng. Vâng. Dạ vâng, nó có một cái sự kiện quốc tế vừa mới diễn ra ở ngay cái thành phố Berlin của chị Hảo đó. Đó là cái hội nghị cấp bộ trưởng của cái liên minh quốc tế gồm 46 quốc gia, cùng cái mục đích chung là thăng tiến quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Thì chúng tôi cũng là ở trong cái ban tư vấn cho cái liên minh đó. Và qua cái hội nghị tuần rồi ở tại Berlin, thì chúng tôi có đưa ra cái kết quả nghiên cứu của cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Đây là một cái cơ quan
tư vấn độc lập và lưỡng đảng của Hoa Kỳ, tư vấn cho Quốc hội Hoa Kỳ, cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ và cho Tổng thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, về tự do tôn giáo toàn cầu. Thì cái tài liệu này nó nghiên cứu về, và chúng tôi cũng đóng góp vào cái tài liệu đó, về những cái tổ chức tôn giáo và ngụy tôn giáo bị nhà nước điều khiển và sử dụng làm trợ cụ đàn áp tôn giáo. Thì trong đó có Phật giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam, có Cao đài Quốc doanh 1997, có Ủy ban Đoàn kết Công giáo, có Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, cũng hoàn toàn do nhà nước dựng lên. Và rồi có hai cái tổ chức không phải do nhà nước dựng lên nhưng đã thỏa hiệp với nhà nước để mà đàn áp tôn giáo những cái người mà độc lập đó, đó là Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc. Thì do cái tài liệu này rất là quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên mà quốc tế hiểu ra được rằng có những tổ chức mang danh là tôn giáo nhưng họ không hoạt động tôn giáo mà lại trở thành công cụ đàn áp tôn giáo. Chúng nó liên quan đến Sư Thích Minh Tuệ, nó liên quan đến rất nhiều những cụ như Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ vân vân. Tôi mong rằng có một cái cuộc hội luận nào đó để tập trung vào những cái tổ chức như vậy mà hiện nay đang được quốc tế bắt đầu quan tâm và chú ý. Vâng, không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn bổ sung gì thêm không ạ? Dạ vâng, tôi chỉ xin có một cái bổ sung nhỏ thôi. Đến cái sự kiện mà vừa rồi chị Hảo đã có đề cập, đó là liên quan đến một nữ doanh nhân ở trong nước có những cái phát ngôn mà nói là nó hết sức là khác người. Tôi quan tâm đến cái vụ này là vì lý do là tôi nhìn dưới góc độ xã hội rằng tại sao một người mà không phải là thuộc cái giới biểu diễn, giới showbiz, cũng không hề được là lăng xê bằng cái công nghệ biểu diễn gì cả, không phải là học giả, nhưng mà tại sao lại thu hút cái lượng quần chúng, nó phải nói là lượng quần chúng họ theo dõi một cách là đông đảo, hết sức là đặc biệt. Nếu mà tìm hiểu vấn đề này thì tôi cho rằng là đây nó phản ánh cái xã hội hiện thực của Việt Nam. Thật ra thì mỗi người dân tôi tin rằng họ đều có cái nhu cầu biểu đạt cái ý kiến của mình về những cái vấn đề xã hội. Nhưng mà cái sự đàn áp về việc biểu đạt chính kiến của người dân nó quá khốc liệt. Đến mức độ người dân hầu như không còn, mặc dù có nhu cầu muốn nói nhưng mà đều không dám nói cả. Thì họ nhìn qua cái hình ảnh người nữ doanh nhân này, và qua đó cái người nữ doanh nhân này dù như là cái người giải tỏa những cái sự uẩn ức của họ. Và dường như là bà ấy làm những cái điều mà họ thấy là cái niềm ước mơ của họ đặt trong đó. Nào là sự giàu có, sự nổi tiếng, rồi bà ấy cũng can thiệp vào những cái vấn đề, nó giống như là cái người mà mang đến cái công lý cho người, cho điều mà họ không có, cho điều mà họ đang bị xâm phạm. Tôi nhìn vấn đề này dưới cái cảnh xã hội, mà vì đó tôi thấy rằng là nếu như ở một cái xã hội giống như là cái xã hội văn minh ở phương Tây chẳng hạn, khi mà những cái quyền của người dân, ví dụ như quyền phát ngôn một cách tự do, biểu đạt chính kiến một cách tự do, rồi quyền về tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, rồi có một cái nền tư pháp lành mạnh và hữu hiệu, thì tôi tin rằng những cái phát ngôn của cái người nữ doanh nhân này nó sẽ không được chú ý nhiều như là trong hoàn cảnh Việt Nam. Cho nên là trong trường hợp nào đó, những cái hành vi quá lố của cái nữ doanh nhân này, tôi cho thứ nhất nó phản ánh cái xã hội Việt Nam, cái thứ hai nó chính là cái sản phẩm do chế độ mà thôi. Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời diễn giả, luật sư Đặng Đình Mạnh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin của Liên bang Đức, kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ Garden Grove City, California, và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Houston, Texas đã tham gia đóng góp và chia sẻ trên quan điểm riêng với chương trình. Đây là quan điểm riêng của các quý vị, không phải và không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây.
Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam, với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc, và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.